60 năm dẫn đầu ngành chiếu sáng Việt Nam, 60 năm dẫn đầu thị trường qua 4 lần chuyển tầng công nghệ, tiên phong phát triển hệ sinh thái LED 4.0, xanh, thông minh, vì sức khỏe, hạnh phúc con người. Rạng Đông, nhà máy thông minh, Made in Việt Nam. Kiến tạo ngôi nhà thông minh, trường học thông minh, văn phòng thông minh, trang trại thông minh, đô thị thông minh. Rạng Đông, sản phẩm Việt, chất lượng cao. Kết nối cảm xúc cho nội thất. Truyền tải ngôn ngữ đặc biệt của không gian. Từ những thiết kế về mặt vật liệu đặc sắc nhất. Tuyên ngôn và tính không gian sống. Nguồn cảm hứng không giới hạn cho những bộ trang phục nội thất. Tiên phong khơi nguồn cảm hứng thời trang nội thất đến gần hơn với cuộc sống. Gỗ Minh Long, thời trang cho nội thất. Bộ sưu tập các phong cách độc đáo từ các chuyên gia thiết kế. Vật liệu an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường. Bề mặt VSA ưu việt thẩm mỹ. Quy trình sản xuất tự động hóa, hiện đại, tiêu chuẩn châu Âu. Dịch vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tâm. Homey, nội thất tiêu chuẩn quốc tế. Xin chào quý vị, bên cạnh tính thẩm mỹ thì công năng sử dụng là yếu tố tác động trực tiếp tới ngôi nhà của bạn và cảm xúc của mỗi người. Nếu như quý vị và các bạn đang tìm cách thiết kế ánh sáng cho ngôi nhà của mình, hãy đồng hành với Hồng Phúc trong chương trình Nội thất không giới hạn ngày hôm nay để tìm hiểu tầm quan trọng của ánh sáng nhé. Việc sử dụng các thiết bị chiếu sáng ngày nay không còn chỉ là chiếu để sáng hay để thỏa mãn nhu cầu chiếu sáng, mà mỗi giải pháp chiếu sáng thông minh phù hợp với từng không gian sống, còn mang đến sự tinh tế, thổi hồn vào từng thiết bị trong căn phòng. Các thiết bị chiếu sáng trong nội thất còn phải đáp ứng được giá trị thẩm mỹ, tính an toàn, độ bền cao và đặc biệt là hệ thống chiếu sáng thông minh giúp mang lại cảm giác thoải mái, nâng cao hiệu suất làm việc và bảo vệ sức khỏe của người dùng. Bởi vậy, với từng không gian khác nhau, cũng cần có những kịch bản ánh sáng khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, Hồng Phúc đã có mặt tại một không gian nội thất mà ánh sáng làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu và tràn đầy năng lượng tích cực. Ánh sáng không chỉ cung cấp nguồn sáng cho chúng ta sinh hoạt và học tập, làm việc hàng ngày, mà ánh sáng còn quyết định phần lớn trạng thái và cảm xúc của mỗi người. Và tìm hiểu về câu chuyện hôm nay, Hồng Phúc xin mời quý vị cùng gặp gỡ với kiến trúc sư Đoàn Phương và kỹ sư Đức Anh. Chào Phương. Hello anh. Yeah. Và với Hồng Phúc thì Hồng Phúc thấy là ánh sáng và cái không gian làm việc nó rất là quan trọng. Nó làm cho mỗi người cảm thấy một ngày chúng ta bắt đầu có hưng phấn, có tốt hay không. Và khi mà chúng ta thấy ánh sáng nó làm tôn lên những cái vật liệu nội thất thì chúng ta cảm thấy rất là thú vị. Và tôi rất đồng ý với quan điểm vừa rồi. Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp của nội thất đó chính là ánh sáng. Nếu trong một không gian nội thất chất liệu nội thất đẹp, thiết kế đẹp nhưng hệ thống ánh sáng tối sẽ khiến cho người sống ở trong môi trường đấy sẽ không cảm nhận được cái vẻ đẹp của nội thất. Tuy nhiên, với việc kết hợp giữa ánh sáng nhân tạo và ánh sáng tự nhiên sẽ có phần tăng lên cái vẻ đẹp của nội thất rất nhiều. Chính xác, nhiều khi chúng ta buồn hay vui là do cái ánh sáng ở cái nơi làm việc nó quyết định cái cảm xúc của mỗi người. Có một cái tôn chỉ về thiết kế chiếu sáng mà chúng tôi cũng đã theo đuổi khá là lâu. Đó là trong một cái không gian thì chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều cái kịch bản chiếu sáng khác nhau. Theo rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới thì sẽ không có một nguyên lý chiếu sáng nào mà nó thật sự nó gọi là tốt hay xấu đối với người sử dụng cả, trừ khi người ta được kiểm soát và người ta cảm thấy thoải mái khi mà người ta ở trong cái không gian sống đó. Sau đây thì chắc là xin mời anh Hồng Phúc và anh Đức Anh, chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp vào bên trong. Đối với nội thất văn phòng, ánh sáng tự nhiên tác động mạnh mẽ tới năng suất làm việc.
Cũng chính vì thế, mục tiêu của các nhà thiết kế và kỹ sư chiếu sáng là tạo ra những nguồn ánh sáng nhân tạo gần nhất với tính chất ánh sáng mặt trời cho các văn phòng. Bây giờ sẽ làm cái khu vực hành lang, và quý vị thấy không, nếu như không có ánh sáng thì Hồng Phúc không biết rõ ràng đây là cái hành lang và chỉ dẫn cho mình đi đường tới các văn phòng và cái nơi làm việc như thế nào. Như anh Hồng Phúc thấy là lúc nãy chúng ta đứng ở một cái không gian khi mà mới đến ấy, thì cái cảm nhận của chúng ta về không gian nó cũng khác so với cả chúng ta đang đứng ở vị trí này. Chính xác. Cái không gian cà phê thì cái nhu cầu chiếu sáng của cà phê nó sẽ khác so với cả cái nhu cầu chiếu sáng của một cái hành lang. Cảm xúc của cái người sử dụng được thay đổi ngay lập tức khi mà người ta chuyển từ khu vực có chức năng này sang khu vực có chức năng khác. Theo quan điểm của tôi thì đối với hệ thống ánh sáng hành lang, chúng ta nên sử dụng thêm các cái thiết bị cảm biến chuyển động. Ngoài việc đáp ứng cái công năng, nó còn giúp cho văn phòng có thể tiết kiệm được năng lượng. Tiếp tục sẽ là một cái không gian khác, đúng không anh Đoàn Phương? Xin mời các anh đi tiếp vào bên trong ạ. Khi mà cái nội thất, cái không gian làm việc như thế này, chúng ta phải theo những tiêu chuẩn như thế nào thưa anh Đoàn Phương và anh Đức Anh? Ánh sáng phải đáp ứng đủ cái độ rọi 500 lux trên mặt bàn làm việc. Ngoài ra cái hệ thống ánh sáng là phải thay đổi theo cảm xúc con người. Ví dụ như là ánh sáng trắng cường độ mạnh thì sẽ dẫn đến cho con người cảm thấy là rất là hưng phấn và tiết ra nhiều hormone cortisol, là khiến con người tỉnh táo và làm việc hiệu quả. Tuy nhiên với ánh sáng vàng cường độ yếu thì dẫn đến là cái cơ thể con người sẽ dễ vào đi vào cái giấc ngủ và ở trạng thái nghỉ ngơi. Chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là, tức là ánh sáng vàng nó sẽ tạo ra được cái cảm giác, nó tăng cái độ tập trung rất là lớn khi mà chúng ta sẽ chiếu rọi những cái điểm cục bộ. Anh đọc sách chẳng hạn, anh bật một cái đèn vàng nhỏ thì cái cảm giác anh đọc nó cũng sẽ tập trung hơn rất là nhiều. Trong kiến trúc nói chung, ánh sáng trong nội thất bao gồm ánh sáng nhân tạo và ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng tự nhiên là yếu tố chính tạo ra tương tác giữa nội thất và môi trường bên ngoài. Nguồn sáng tự nhiên từ các phương, hướng khác nhau có tác động rất đa dạng tới không gian nội thất. Một không gian nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên sẽ luôn sinh động và tràn đầy sức sống. Trong đó, ánh sáng vào các thời điểm khác nhau trong ngày có những đặc điểm tác động khác nhau về mặt tâm lý với người sử dụng. Do đó, việc nghiên cứu những kịch bản ánh sáng nhân tạo kết hợp với ánh sáng tự nhiên ngay khi thiết kế nội thất là rất quan trọng trong bố cục sắp đặt nội thất, lựa chọn vật liệu cho nội thất. Và các bạn, khi thiết kế nội thất nhà ở thì người ta thường chú ý tới hai nguồn sáng, đó là ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Và nơi Hồng Phúc đang đứng, một cái phòng ăn rất đẹp với một không gian kính rất là rộng như thế này. Nếu như ban ngày thì gia chủ sẽ tận dụng những ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên ban đêm tạo nên điểm nhấn thì họ sẽ sử dụng những ánh sáng nhân tạo, những chiếc đèn vàng làm cho không gian ấm cúng gần gũi nhưng cũng thân thiện với mọi người. Việc sử dụng ánh sáng hợp lý trong nội thất vừa có thể tạo nên điểm nhấn của căn phòng, vừa có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí sử dụng điện nếu kết hợp hoàn hảo giữa nguồn sáng tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo. Đặc biệt, đối với việc thiết kế nội thất chung cư diện tích nhỏ, khi nguồn sáng tự nhiên thường được thay thế bằng ánh sáng nhân tạo, song vẫn thiết kế được giải pháp chiếu sáng thông minh với những sản phẩm nội địa giá cả hợp lý, vẫn đảm bảo chất lượng và tiện nghi như bộ đèn thông minh của dạng đông. Với nguồn sáng này, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh cường độ màu sắc bằng cách sử dụng các loại đèn khác nhau tại bất cứ vị trí nào trong căn phòng. Diện tích căn hộ như nhà tôi đây thì là nhỏ, khoảng 60m². Tôi cũng mong muốn có cái sự đầu tư về ánh sáng. Mục đích là để cho không gian nó rộng hơn và nó thoáng hơn. Thì ở đây tôi sử dụng cái hệ thống ánh sáng thông minh, có thể điều khiển được cường độ ánh sáng cũng như là màu sắc ánh sáng. Ánh sáng và phương pháp chiếu sáng trong thiết kế nội thất là một yếu tố quan trọng tạo nên những cảm xúc cho con người sống trong không gian đó. Song hành cùng ánh sáng tự nhiên thì nguồn sáng nhân tạo cũng rất quan trọng. Ngoài công việc chủ đạo là tạo ra ánh sáng cho căn phòng, thì việc kết hợp các màu sắc, vị trí lắp đặt trang thiết bị nội thất và vật liệu cũng sẽ giúp căn phòng trở nên đẹp hơn,
sang trọng hơn và tạo một không gian rất riêng cho mỗi công trình. Thưa quý vị, khi nhắc tới yếu tố vừa mang lại cảm xúc, vừa mang lại công năng cho mỗi thành viên trong sinh hoạt gia đình, thì không thể không kể đến ánh sáng. Và ánh sáng thì không chỉ cung cấp nguồn sáng cho nhu cầu sinh hoạt mà còn quyết định yếu tố cảm xúc, trạng thái của mỗi người. Đó chính là ánh sáng tự nhiên. Và thưa nhà thiết kế nội thất Nguyễn Tuấn Trung, như vậy khi chúng ta áp dụng ánh sáng tự nhiên vào không gian sinh hoạt gia đình như vậy, chúng ta cần lưu ý những yếu tố nào? Trong cái không gian này chúng ta cảm nhận rất rõ ràng là ánh sáng tự nhiên có một cái lợi ích về cảm xúc, về sức khỏe. Ánh sáng tự nhiên nó làm cho chúng ta gần gũi với thiên nhiên hơn, cảm thấy sức sống hơn, tươi mới hơn. Đấy chính là cái ưu điểm của ánh sáng tự nhiên so với ánh sáng nhân tạo. Trong nội thất nhà ở, chất lượng ánh sáng tự nhiên kết hợp với ánh sáng nhân tạo được thiết kế trong mỗi không gian là một trong những yếu tố tiên quyết để các nhà thiết kế phân khu công năng. Với nhiều cách thức và thủ pháp xử lý không gian nội thất sẽ có thể biến đổi rất nhiều dưới các tông màu sắc ánh sáng khác nhau. Gia đình chị Lan Anh đã đưa ra quyết định đặt thiết kế giải pháp chiếu sáng riêng cho căn nhà của mình. Đây là sự thay đổi tư duy khi sử dụng ánh sáng trong thiết kế nội thất. Như mọi người thường nghe thấy là nói nhiều về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm bụi bẩn vân vân, nhưng ít người nói đến ô nhiễm ánh sáng. Thì bên thiết kế có đưa ra một cái giải pháp thiết kế ánh sáng cho căn hộ. Cái ánh sáng đó là ánh sáng rất là tự nhiên và nó làm cho mắt của con người là không phải điều tiết nhiều. Sống trong một căn hộ mà ánh sáng phù hợp ấy, thì mình cảm thấy là sức khỏe nó cũng được tăng cường. Theo tính chất, chiếu sáng thường được phân loại theo chiếu sáng trực tiếp và chiếu sáng gián tiếp. Chiếu sáng trực tiếp thường phổ biến bởi hiệu quả về công năng để nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu không sắp đặt kỹ lưỡng, dễ gây cảm giác nhàm chán, thiếu cảm xúc. Chiếu sáng gián tiếp thường được lựa chọn trong thiết kế nội thất để tạo ra sự êm dịu và cảm xúc cho không gian. Chính các khe sáng, ô sáng gián tiếp đồng thời là các yếu tố trang trí của không gian. Giải pháp thông minh cho các ánh sáng trong gia đình cũng rất là quan trọng. Theo kỹ sư Đức Anh thì như thế nào ạ? Hiện nay 90% con người sống và làm việc ở môi trường ánh sáng nhân tạo. Vì thế môi trường ánh sáng nhân tạo cũng như là giải pháp chiếu sáng thông minh phải mô phỏng được cái chu kỳ cũng như là mô phỏng được các cái biến đổi của ánh sáng tự nhiên và phải đáp ứng được 5 yếu tố về cường độ, về phổ, về phân bố, về thời lượng và về thời điểm chiếu sáng. Nếu như không gian nhà ở chú trọng ánh sáng tự nhiên, thì trong không gian của một nhà hàng, ánh sáng lại được bố trí chủ đạo theo yếu tố chiếu sáng trang trí. Chiếu sáng từ trên xuống, ánh sáng này luôn được chiếu rọi từ phía trên xuống dưới với góc nghiêng. Ánh sáng được chiếu từ dưới lên thường tạo ra những không gian đặc biệt. Ấn tượng nhất là khi sử dụng tại phía dưới chân cầu thang. Chiếu sáng kết hợp được kết hợp hai dạng chiếu sáng trên có tác dụng tô vẽ hình thể của không gian kiến trúc dưới nhiều chiều. Trở lại với nhà thiết kế nội thất Nguyễn Tuấn Trung, Hồng Phúc thấy là cái không gian công cộng chúng ta ngồi đây, ánh sáng được trang trí rất là đẹp. Như vậy nó sẽ theo những cái nguyên tắc và yếu tố như thế nào anh Trung? Trong cái không gian công cộng này, chúng ta có thể nhìn thấy là có 3 cái loại ánh sáng chính. Gồm thứ nhất là ánh sáng tự nhiên, ánh sáng nhân tạo. Thì trong ánh sáng nhân tạo lại chia nhỏ ra làm 2 cái loại ánh sáng nữa. Đó là chính là ánh sáng chiếu chung và ánh sáng trang trí. Thì cái ánh sáng trang trí quyết định rất nhiều trong cái hình thái không gian này. Theo mục đích, chiếu sáng được phân loại thành chiếu sáng chung, chiếu sáng tập trung và chiếu sáng trang trí. Chiếu sáng chung là chiếu sáng theo vùng, theo điểm. Chiếu sáng tập trung tạo ra những điểm nhấn, qua đó làm nổi bật những đặc điểm cá tính riêng cho không gian nội thất. Chiếu sáng tập trung còn giúp kiến tạo, phân vùng không gian cho những không gian nội thất mở. Không có giá trị công năng nhiều, chiếu sáng trang trí làm tăng giá trị thẩm mỹ của nội thất, tạo ra những hiệu quả thị giác gây chú ý.
kế nội thất Nguyễn Tấn Trung thì Phúc thấy là trong một cái thiết kế nội thất thì chúng ta phải có một cái bảng phác thảo ngay từ đầu. Chúng ta phải có một cái bảng thiết kế ánh sáng làm sao để tinh tế, hiện đại, hài hòa nhưng vẫn tạo được cảm xúc cho người sử dụng, đặc biệt trong những cái không gian cộng đồng như thế này. Bất kỳ một cái công trình nào chúng ta đều có một cái bản thiết kế ánh sáng, thậm chí là một cái bản nghiên cứu về ánh sáng để chúng ta tạo ra một cái không gian nội thất hoàn hảo nhất. Đây là một cái miếng đá tự nhiên với cái sự thô ráp, chúng ta có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ làm nổi rõ các cái bề mặt của vật liệu. Để có được một ngôi nhà với tất cả các phòng có ánh sáng hợp lý, đòi hỏi người thiết kế phải tính toán, nghiên cứu kỹ các yếu tố nguồn sáng tự nhiên và nhân tạo. Để sử dụng ánh sáng một cách hiệu quả, đòi hỏi các kiến trúc sư cần lên ý tưởng từ đầu để đáp ứng nguyên lý chiếu sáng, mục đích chiếu sáng, ánh sáng với các tông màu sắc, vị trí nguồn sáng. Tất cả đều phải được lên ý tưởng để xây dựng bản thiết kế ánh sáng hài hòa, cũng như kết hợp các vật liệu ốp lát, đồ đạc, trang thiết bị để thành một kịch bản ánh sáng hoàn hảo với ngôn ngữ riêng, tạo nên những cảm xúc tích cực cho người sử dụng. Thưa quý vị, việc sử dụng ánh sáng trong không gian nội thất là rất quan trọng, tác động trực tiếp tới cảm xúc của mỗi người. Và nếu như chúng ta biết kết hợp các vật liệu sẽ tạo ra một không gian sống lý tưởng, thoải mái và đầy xúc cảm. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn công ty cổ phần bóng đèn Vết Nước Rạng Đông, thương hiệu gỗ Minh Long, thương hiệu Homey đã tài trợ cho chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong nội thất không giới hạn kỳ sau. Biết đâu quý vị sẽ trở thành những nhà thiết kế cho chính căn hộ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Có khi nào bạn bối rối về cách có thể kết hợp các mảng màu khác nhau trong một sự gắn kết giữa vật liệu, ánh sáng và màu sắc? Đó xem số tiếp theo để cùng các kiến trúc sư giải mã ngôn ngữ của màu sắc trong nội thất. Gỗ Minh Long hân hạnh đồng hành cùng chương trình.